Xin chào tất cả quý anh em nha. Thì hôm nay Đạt có một cái bộ đầu bò của The Dream Thái ha. Đầu này thì còn rất là đẹp. Thì bữa mấy anh em hãy hỏi mình cái vụ mà mua lẻ đầu bò rất là nhiều. Thì hôm nay mình có cái đầu bò này đầy đủ cam cò cho anh em nha. Đầu bò rất là đẹp à, lòng cái đầu là đầu E thôi nha, chứ không phải đầu ET nha anh em. Đây, E17 này. Nói chung là mới lắm á. Bộ này thì về là mình xài liền nha anh em, phải làm gì hết. Ốc số 10, ốc chân vô đầy đủ cho anh em. Đó, nắp số bắp rất là đẹp. Đấy, bộ này cam cò bao êm zin cho anh em nha. Đó, cam cò bao đẹp, bao êm zin cho anh em. Về mình xài cái bộ này là anh em không phải lo bị lỏng lỗ cam hay là bị hư lỗ xúc bắp này kia nha. Cái này là mình đã kiểm tra hoàn chỉnh cho anh em rồi. Đó, do là cái bộ này nó gỡ ở trên cái bộ đầu lòng Estanda ra. Do khách bữa trước có mua của mình cái bộ đầu lòng, nhưng mà khách nói là bây giờ cái bộ đầu lòng của khách hôm bữa gửi xuống thì đã nhận rồi, nhưng mà do lắp lên thì thợ nó lỡ tay, nó làm bể mất cái lòng đi, thì bây giờ không có lòng để ráp, thì nhờ Đạt là kiếm một cái đầu là cái lòng không được không, tại vì giờ khách bị hư rồi, thì khách có chụp qua cho mình cái lòng khách nó bị hư, bị bể mất đi, thì mình cũng phải chịu thôi anh em. Bây giờ phải kiếm dùng khách thôi, chứ không thể nào khách mới mua mà bây giờ không có đồ để ráp lên, thì mình phải xé cái lòng từ trong cái bộ này. Chứ bình thường là Đạt cũng bán lẻ lòng hay là đầu nha, ít lắm, do là Đạt khách mua đầu lòng của Đạt rất là nhiều, cho nên là ít khi Đạt bán lẻ lòng lắm. Thì còn lại cái đầu này nó dính theo cái bộ đầu lòng Estanda nè, thì mình định đăng này là 4 triệu 4 triệu rưỡi gì đó, thì bây giờ khách mua lẻ cái lòng mất rồi, thì mình chỉ còn một cái đầu với lại cam cò xúc bắp đầy đủ trong này thôi ha. Thì bao đồ zin cho anh em nha. Đó, bao đồ zin cho anh em, đồ đẹp, thì Đạt sẽ bán cho anh em mức giá rẻ thôi ha. Bây giờ tại vì mình cũng đã lỡ xé nó rồi anh em, cho nên mình sẽ bán rẻ cho anh em thôi, chứ không bán đắt. Thì bộ này thì Đạt bán cho anh em mức giá là cả đầu bò đầy đủ nắp nha. Đây, nắp zin luôn này, này nắp zin này, thấy chưa, nắp zin này. Đó, nên là anh em yên tâm, nắp zin ốc ác đầy đủ, nắp xúc bắp còn rất là đẹp, anh em nhìn là anh em biết rồi. Đó, nó cũng rất là đẹp rồi, thấy không, nắp xúc bắp này là anh em hiểu rồi. Thì mình sẽ bán cho anh em cái bộ này với mức giá rẻ thôi là 1.650.000 ha. Tại vì sao? Tại vì thật sự luôn, cái này bây giờ mình cũng không biết bán sao đó anh em, tại vì lỡ giúp khách rồi cho nên mới đăng lẻ, chứ thực ra nếu mà anh em để ý thì chắc khoảng 2-3 năm nay mình không có đăng lẻ cái đầu bò, là tại vì mình không bán lẻ cái đầu bò không. Đó, thì bộ này mình bán cho em mức giá là 1.650.000 thôi, đầy đủ cam cò, mà cam cò đẹp nha, cam cò là cam cò của bộ Estanda chứ không phải dạng vừa nha anh em. Đó, cho nên là anh em yên tâm là bao êm luôn. Thì giá 1.650.000 anh em, là chúng ta cần thì mình có thể chốt hạ một em về để mình xài. Và cái này mình cũng đang bán đúng một bộ thôi nha. Đầu là đầu E17 nha. Đó, anh em coi đúng E17 anh em lấy, nên là yên tâm ha. Đúng đầu bò Dream Thái nha. Rồi, anh em nào cần thì liên hệ với mình, bao cho anh em là cánh gió, các thứ là đẹp hết nha. Mình về là mình chỉ có xài thôi, anh em thấy không? Nước da nó rất là đẹp. Đó, về là mình chỉ có xài thôi, không có làm thêm cái gì hết á ha. Rồi, ok, anh em nào cần thì liên hệ với Đạt. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha.